Đây là cây cà tím, trái nó đang lớn, có ba trái, một cây ba trái, cũng có nhiều cái nụ. Còn đây là cây cà pháo, nó cũng có trái rồi nè, mà bữa nay thì nó có rất là nhiều bông, một bông, hai bông, ba bông, bốn bông. Rất là nhiều nụ, trái nhỏ. Trái này khô rồi. Trái nhỏ. Bông màu tím phớt hồng. Bông màu tím phớt hồng. Rất là dễ thương à. Rất là dễ thương. Cây này là cây cà tím Aya. Cây này nó có bị rầy nè, có mấy cây sâu rầy nè, nó đã bám trên lá rồi. Vậy là phải mua có kiến lên là mua phân rải, mua thuốc rải cho nó.